Theo đó, từ nay đến hết năm 2023, đối với khách đi và đến bằng đường bay Cần Thơ Vân Đồn, làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh sẽ giảm từ 20 tới 30% giá phòng cho các đối tác lữ hành lưu trú và miễn phí vé tham quan cho khách ăn trưa ăn tối. Đặc biệt, sẽ miễn phí dịch vụ du thuyền Mỹ Khánh để khách trải nghiệm bữa tối trên sông.